Cột cái đầu lại đây. Đứng dậy trình diễn thời trang coi. Đó. Đứng dậy trình diễn thời trang nè, Xuân. Bà nội ơi ngon quá. Cắt ra chưa kiểu nó dứt nguyên cái dài nó ăn à. Chưa qua bạn chậu thử. Áo lạnh đâu ta? Đầm đâu đẹp ta? Qua chỗ. Mẹ mua cái bị kìa. Mẹ mua cái bị kìa. Nặng hả? Mẹ để gì chống mà nặng dữ gì? Bà sáu qua chọc hả? Kẹo. Kẹo này kẹo gì đây? Chuối. Chuối ấy mới làm đó. Đứng dậy. Đứng dậy chà tóc. Đứng dậy cho mẹ chà tóc kìa. Đó, rồi mai mua ở trên sớm về làm mà chị muốn chắc hết rồi chúng nữa. Ăn được không? Được. Đó, mẹ đang điệu nè. Điệu. Alo, Su Su hả? Áo đẹp quá. Tháo dài ra hả? Mà nguyên chục tháo rồi, nó mang tự nó tháo. Chị đang quá lắc chưa? Cái tao lấy sợi dây đeo, cái nó giật cho sắt mà đâm đầu chị lên để nó quăng bút đầu tụng tay đi nè. Vô chụp cái bóp tao nó mở rồi lấy cục kem nó quăng quăng mặt nó rồi. Đốc rồi. Xạo lắm. Rồi nó thấy nước mà nó ướt từ trước tới sau. Ờ, kiên đen đâu đẹp ta. Ơi, ai ngầu quá ta. Sụp kiến xuống coi cho ngầu coi. Sụp xuống. Để kiến xuống mà kiến xuống thì bằng kiến buông tay ra. Rồi buông tay làm viên, buông tay ra làm viên đi. Thôi. Dạ đẹp quá ta. Dạ có phí mua hả? Cơm rồi, đi về tập cơm rồi, tới chị chưa ăn rồi, hai đứa con một bận tí rồi đó. Sao? Tao. Cái ba đâu? Cái miếng này mình có cần gỡ ra không ta? Gì? Cái miếng dán trong cái kiến. Không. Miếng này đó. Cái miếng giấy đó. Cái hộ đó có cần gỡ không? Dạ. Ừ. Không. Hiểu người ta mà. Đó, dùng vô mấy cái vỏ sách đi chợ rồi không?